cả nhà quay trở lại với kênh của Chích Chè Bông nhé. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì mai con quấn rễ hình bến tóc của vườn mai nhà em còn số lượng ít. Em đang cho anh chị nhổ để về thanh lý cho chúng ta luôn cả nhà. Giá đặc biệt rẻ luôn. Trời ơi, cây này ngày hôm nay nó cao rất là cao nha. Em cao 1m6 mà nó tới đây của em luôn rồi cả nhà ơi. Nói chung là tầm khoảng 90 cho đến 1m. Ngày hôm nay thì cái rễ của nó rất là to rồi cả nhà. Đó đây, trời ơi nè. Đó, cả nhà nhìn nè. Cái rễ và đặc biệt những cái cây này có thể một số cây là ghép được luôn nha. Đó, ngày hôm nay em tri ân khách hàng giá chỉ 16.000 một cây thôi cả nhà. 30 cây chúng ta còn được bao phí vận chuyển nữa nha. Và khi nhổ thì nó sẽ có những cái hàng nhỏ hơn. Đâu rồi mấy cái cây nãy rồi. Nhỏ hơn nha cả nhà. Thì em sẽ thanh lý cho chúng ta là giá 10.000 một cây luôn. Đó, nói nhỏ thì nhỏ so như những bạn trước thôi, chứ nó không có nhỏ đâu nha. Đó, cây cũng bằng đầu đũa ăn đi lên hết rồi và rễ rất là to. 10.000 nha. Ai thích thì